Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cái vấn đề mà trước giờ mình vẫn rất là thích chia sẻ. Đấy là những cái cách để mà giúp cải thiện cái hướng đi cũng như cải thiện cái sự phát triển của các cái đơn vị mà làm trang trí decor. Điều đầu tiên mình nghĩ là tất cả mọi người, dù là thương hiệu mới làm hay là còn nhỏ hoặc là làm ở tỉnh hoặc là như nào đấy, thì là một cái rất là quan trọng ấy, là mọi người nên xây dựng một cái bộ nhận diện thương hiệu đầy đủ mà nó chuẩn. Tức là ví dụ đầu tiên là cái logo này, rồi đến website, fanpage đấy, cũng như là hình ảnh đưa lên tất cả các cái kênh của mình, thì là nó phải đẹp, nó phải chuẩn. Chứ tránh là cái việc là ví dụ không có một cái logo gì cả, hoặc là chỉ là một cái tên chữ, hoặc là ghép lại cho nó có, thì như thế là nếu mà chẳng như bạn mới làm thì có thể ok, nhưng mà tính về đường đi về lâu về dài ấy, thì nó sẽ không ổn. Tại vì bây giờ gây dựng để một cái thương hiệu người ta biết đến ấy, người ta ghi nhớ được cái hình ảnh tên thương hiệu của mình nó rất là lâu. Thế giờ nếu mình không làm chuẩn ngay từ đầu, đến về sau ví dụ mình phát triển lên được, đúng không, mình lại phải thay logo hoặc là thay đổi thương hiệu thì nó rất là dở. Cho nên là cái việc mà chọn một cái tên thương hiệu nó hay này, phù hợp này, đấy, ví dụ tên ngắn gọn dễ nhớ, rồi là có khả năng phát triển lâu dài, rồi là mình làm logo, làm nhận diện thương hiệu đầy đủ, fanpage, website đầy đủ là một cái rất là quan trọng. Đấy, không cứ là to hay nhỏ. Thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người ấy, là để làm tốt được ấy, thì cái việc mà chọn thị trường, chọn cái phân khúc thị trường, đấy là hai cái yếu tố mà rất là quan trọng. Ví dụ như là mình thấy là các bạn ở tỉnh ấy, nếu mà ở tỉnh và ở những nơi mà nó không có các trung tâm tiệc cưới ấy, thì mình nên làm tập trung vào làm cái phân khúc là rạp cỡ lớn. Đấy, thì mình nghĩ là cái nhu cầu đấy sẽ được rất là nhiều người có nhu cầu sử dụng. Tại vì là thay cho cái việc vào cái nhà hàng khách sạn như ở các thành phố lớn ấy, thì mọi người sẽ thường có nhu cầu là làm tiệc cưới ở các cái nhà rạp cỡ lớn. Thì đấy là mà nếu mà mình làm được cái mảng đấy thì nó sẽ đánh đúng hơn nhu cầu thị trường. Đồng thời nếu mà có thể mình kết hợp được với các bên đầu cỗ ấy để kiếm thêm cái nguồn thu nhập đấy, thì mình nghĩ đấy là một cái mà mình đi rất là tốt. Còn ví dụ nếu mà bạn ở thành phố mà khéo tay và có khả năng về cắm hoa thứ, thì mình nên tập trung vào những cái mảng phân khúc ở tư gia hoặc là làm chat. Đấy là những cái mà mình cần cái độ tay nghề và cái độ khéo léo, cái độ tinh tế hơn. Chọn cái hướng đi nó là rất quan trọng. Hoặc là có những bạn chỉ tập trung là cho thuê khung nhà rạp và cho thuê đủ sự thiết bị như là âm thanh ánh sáng, thì đấy cũng là một hướng đi rất là tốt. Đấy, để tránh đầu tư lan man. Mình thấy tránh nhất là cái việc mà vừa đầu tư nhà rạp, vừa đầu tư bàn ghế rất là nhiều, nhưng mà đồng thời là cũng muốn làm decor đẹp, cũng muốn là phải làm hoa lá cành nhiều, thì cái đấy như thế là rất là khó. Đấy, thường là mình chỉ nên tập trung vào một cái lĩnh vực nào đấy thôi. Ví dụ là làm những nhà rạp cỡ lớn ấy, thì tập trung hẳn làm rạp. Còn nếu mà decor thì nên tập trung hẳn decor. Chứ nếu mà ôm đồm cả hai thì mình nghĩ là tương đối khó, nếu mà trước khi bạn có năng lực và phải xây dựng một bộ máy rất là tốt rồi. Đấy, thứ nữa là chọn phân khúc cũng rất là quan trọng. Đấy, nhiều khi phân khúc cao một chút, thấp một chút là nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà khách hàng có thể quyết định là thuê mình hay không. Đấy, cho nên là cái việc mà lựa chọn phân khúc giá là rất là quan trọng. Cũng tránh cái việc là phá giá. Làm phá giá thì nó thật là chỉ có tự bị hại mình thôi. Khi làm phá giá thì không ai có thể thành công được. Có thể là phá giá là bước ban đầu thì người ta biết đến mình, nhưng mà không ai có thể thành công và lâu dài được với cái việc phá giá. Tiếp tục về cái phần hình ảnh ấy, xây dựng hình ảnh ấy, như là đưa các cái hình ảnh lên các cái kênh của mình như fanpage và trang web các thứ, thì mình khuyên là tất cả các bạn nên đầu tư một cái bộ máy ảnh vừa để quay phim vừa chụp ảnh, nó rất là quan trọng. Thì lúc đấy là mình chủ động được trong cái việc hình ảnh đấy, mình không thể phụ thuộc vào việc xin ảnh của các bên. Đấy, và thứ hai là khi mình làm cái việc tự quay chụp đấy nhiều ấy, thì mình sẽ có kinh nghiệm trong cái việc là làm hình ảnh, và mình sẽ biết là chọn được những góc nào cho cái decor của mình nó đẹp. Tại vì khi một cái decor lên ấy, không thể nào nó hoàn thiện 100% được, thì khi đấy biết cách để mình lấy góc, hạn chế cái điểm xấu và tôn lên những chỗ cái vẻ đẹp là cái rất là quan trọng. Thứ hai nữa là giúp tiết kiệm chi phí rất là nhiều nếu mà cái việc mình đi thuê thợ ở ngoài. Đấy, thì như thế thì lúc nào trên cái fanpage, lúc nào những hình ảnh của mình lúc nào đưa ra nó cũng hoàn hảo ấy, nó không tránh những hình ảnh được tạt nham hoặc là chụp điện thoại nó mờ nó xấu, thì như thế là nhìn cái phần hình ảnh nó không trau chuốt. Đấy, mà bây giờ marketing quảng cáo bây giờ thì nó tập trung vào hình ảnh rất là nhiều.
ví dụ một cái bộ máy mà theo mình là hợp lý là ví dụ mình có thể tìm những bộ Sony ví dụ như A6003 đấy hoặc là A6000 nó cũng vẫn vô tư, chụp quay đẹp, chiếu sáng tốt, thử noise tốt, đấy là những bộ mà mọi người nên tham khảo để mà có thể vừa quay vừa chụp, cộng thêm việc mua các cái phụ kiện hỗ trợ để việc quay chụp như là chân máy hoặc là gimbal là sẽ hỗ trợ cho việc quay chụp nó không bị rung, đấy di chuyển các thứ mà nó không bị rung. Có một điều rất là quan trọng để mà bất cứ một công ty hoặc một cái tổ chức nào có thể phát triển được lâu dài mà bền vững ấy, đấy là cái việc mà khả năng tự học và học hỏi, cải thiện bản thân liên tục. Thì có rất nhiều thứ để mà mình có thể học được. Ví dụ mình thấy các bạn bên làm nhà dạp thì thường là cái yếu nhất là cái khâu thiết kế, thứ hai là khâu marketing, đúng không? Thì đấy là những cái mà mình nghĩ là mọi người nên tập trung để mà có thể đi học. Thiết kế nó không phải là quá khó đâu, mà không phải là cái mà phải người có năng khiếu mới học được đâu. Mình cứ học thì là mình sẽ làm được. Tất nhiên còn làm đến mức độ nào thì đấy là tùy khả năng của mình. Nhưng mà chắc chắn là học là sẽ làm được. Tại vì nó sẽ có những cái kiến thức chung, nó phải có những cái nền tảng để mà có những phương pháp để người ta có thể làm được. Thế còn tùy mức độ sáng tạo của mỗi người thì nó sẽ ra những cái thiết kế khác nhau hoặc tùy gu mỗi người. Nhưng mà cái cách mà học thì mà làm ra được, nó có những nguyên lý chung thì là ai cũng có thể học được. Thế tại sao nó mới có những trường đại học chuyên về thiết kế như là trường kiến trúc, như là trường mỹ thuật, là để người ta đào tạo về những cái kỹ năng như thế. Thế còn tùy vào khả năng của mỗi người thì người đấy sẽ có khả năng phát triển riêng. Thế như là mình cần học, mình cần cải thiện khả năng của mình về học thiết kế này, để học marketing này. Marketing thì có rất là nhiều trường, nhiều lớp, các cái khóa ngắn hạn để học marketing, để học làm thương hiệu. Thế là học thêm về chạy quảng cáo, tự chạy quảng cáo Facebook, tự chạy quảng cáo Google AdWords, đấy là đỡ được chi phí rất là nhiều. Thì thật ra là nếu mà mình không có chi nhiều chi phí thì làm sao mình có tiền để mà thuê các cái bạn làm các cái việc đấy. Đấy thì tốt nhất là cái cách là mình đành phải tự mình làm thôi, tự mình học và tự mình làm thôi nó. Đấy và để mà có thời gian mà tự học và tự làm thế thì dần thì đầu tiên ấy là mình phải rút dần khỏi cái việc mà trực tiếp đi làm, trực tiếp đi thực hiện, mà phải phân quyền và chuyển giao cho nhân sự này, đào tạo nhân sự này, đấy là một việc rất là quan trọng. Thì nhân sự mình có mạnh có vững rồi thì dần dần mình mới rút chân ra khỏi các cái vị trí đấy để mình quay ra mình học, để mình nâng cao kiến thức về thiết kế, về marketing, về học đấy, tất cả những cái như mình nói, thậm chí là học thêm cả tiếng Anh đấy. Và tiếng Anh nhiều khi không cần phải là giao tiếp đâu, mà mình học để mình biết có thể tìm tài liệu này, tìm kiến thức này, tìm được các cái nguồn từ trên web và các thứ để mình cải thiện cho khả năng của mình. Học làm phim, học dựng phim, học quay phim chụp ảnh, đấy là những cái rất nhiều cái mình có thể học để mình cải thiện khả năng của mình. Đấy, theo mình thấy là có một cái điểm yếu cốt tử của cái nghề thiết kế, của cái nghề trang trí tổ chức tiệc cưới nói chung ấy, là nó có mùa, tức là nó chỉ bận trong cái mùa cưới là từ tầm khoảng tháng 8, tháng 9 cho đến khoảng tháng 4, tháng 5 năm sau. Thế còn thời gian còn lại thì gần như là rất ít việc đấy, hoặc là thậm chí có những thời điểm những tháng lâu là hoàn toàn không có việc. Thì một cái việc rất là quan trọng của mình ý, là trong những thời điểm đấy mình phải có việc để mà mình vẫn duy trì được đội ngũ, và mình có nguồn lực để mình có thể tái đầu tư và mình làm mở rộng thêm hoặc là cải thiện những cái mảng khác đấy. Thì bây giờ cái mùa rảnh đấy thì mình sẽ làm gì đấy, thì mình phải nghiên cứu để mà mình mở rộng thêm các cái lĩnh vực khác nó liên quan, mà nó vẫn có thể tận dụng được cái nguồn nhân sức đấy của mình, là như là ví dụ như là mình làm về trang trí decor này, cửa hàng quán xá này, hay là mình làm về thêm về mảng sự kiện như là khai trương, ra mắt sản phẩm, những cái sự kiện nhỏ đấy, sự kiện nhỏ cho các công ty, hoặc là các cái dịp lễ, ngày lễ của công ty đấy, hoặc là như là dịp trung thu đấy, hay là những dịp, hoặc là ví dụ mình làm cái tổ chức sinh nhật cho trẻ con đấy, cũng là những cái mảng mà mình bổ sung vào để mình có thể tận dụng được cái nguồn nhân sự nhàn rỗi trong những tháng không có việc đấy. Thì phải đến thế chứ, nếu không thì những cái tháng không có việc thì chết. Nếu mà không có nguồn việc thì với nguyên bộ máy nhân sự mà trong mùa nhiều như thế để chạy được, và đến những cái tháng không có việc thì nuôi bộ máy thì chết, chưa kể tiền kho bãi. Một tí nữa ấy, đối với các bạn ấy, là nếu mà để tiết kiệm chi phí ấy, và cũng để chủ động trong cái việc làm của mình ấy, thì mình nghĩ là nên chủ động có thể sang Trung Quốc hoặc là tìm các cái nguồn nhập đồ ấy. Sau đấy là mình có thể chủ động trong cái việc nhập và tìm các cái nguồn đồ trang trí. Như thế thì nó sẽ đỡ rất là nhiều chi phí so với cái việc là mình phải mua lại các cái nhà cung cấp ở Việt Nam. Đấy. Thì thật ra là cái việc mà nếu mà bây giờ mình bảo lên các cái trang của Trung Quốc như là Taobao hay là Alibaba các thứ để tìm nguồn hàng, check nguồn hàng, check giá, xong rồi nhờ các cái bên ship hàng, các cái bên vận chuyển về Việt Nam là cái chuyện rất là bình thường rồi.
các bạn bán quần áo hoặc là bán phụ kiện là người ta làm cái việc đấy rất là bình thường rồi đấy. Thế nhưng mà tại sao mình nhiều khi có nhiều bạn bỏ ra rất nhiều tiền để mua hoa đó, mỗi năm ví dụ bỏ ra một vài trăm triệu để mua hoa lụa hay là mua pha lê, mua bàn ghế, thì tại sao mình không tìm nguồn hàng, mình tìm cái nơi vận chuyển nó uy tín và chuyên nghiệp để mình tự mình đánh đồ về, như thế là nó vừa tiết kiệm được chi phí nhá, thậm chí là mình có thể là từ đấy mình có nguồn hàng giá rẻ hợp lý, mình có thể bán lại nữa đấy. Và chia sẻ cho bạn bè, những người cùng làm mình, thì như thế là mình nghĩ là một cái mà mình rất là nên thử. Bản thân mình từ hồi đầu tiên làm đến giờ ấy, thời gian đầu là còn phải đi mua lại, còn mua nhỏ lẻ thôi, còn hầu hết là đồ của mình tự nhập hết, mình sang Trung Quốc mình tìm nguồn xong rồi cũng nhờ các cái bên vận chuyển về đấy, thì nó rất là chủ động đấy. Cái này thì nếu mà ai không biết thì có thể comment riêng với mình, có thể trao đổi riêng thì mình sẽ tư vấn thêm, vì mình có biết những cái bên vận chuyển cũng là bạn của mình chơi với mình ấy, là tương đối uy tín, chưa bị mất hàng lần nào cả. Mình nghĩ là nên tìm hiểu cái việc đấy. Rồi thế thôi, đấy là tất cả những cái chia sẻ của mình để hy vọng là có thể giúp đỡ các bạn trong cái việc là cải thiện cái doanh thu cũng như là cái cải thiện hình ảnh của mình để nâng cao cái năng lực cũng như là nâng cao cái vị thế của mình trên thương trường, như là giúp là tối ưu cái năng lực kinh doanh, năng lực làm việc của bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.